Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ tư ngày 28 tháng 8 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao huy hiệu Đảng nhân dịp mùng 2 tháng 9 cho những đảng viên cao tuổi Đảng trên địa bàn tỉnh. Lễ đón bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và khánh thành trùng tu tôn tạo nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điểm nhấn về giao thông trong phát triển hạ tầng của tỉnh Hưng Yên. Tỉnh Hưng Yên góp phần quan trọng làm nên kỳ tích đường dây 500 kV mạch 3, công trình được coi là mạch máu mới của nền kinh tế. Hiệu quả bước đầu của việc thực hiện chủ trương bố trí bí thư Đảng ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là người địa phương. Sáng nay, tại thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Quái Châu, tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và khánh thành trùng tu, tôn tạo nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh, đại diện lãnh đạo huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, là hiện thân của người phụ nữ Việt Nam, hội tụ những phẩm chất cao đẹp, đảm đang, nhân hậu, chịu thương chịu khó, hết lòng hết sức vì chồng vì con. Nhà tưởng niệm bà được khánh thành năm 2005 trên diện tích gần 4.400 ha và năm 2023 được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Công trình sau gần 20 năm sử dụng đã bị xuống cấp. Do vậy, đầu năm 2024, huyện Khoái Châu triển khai dự án trùng tu tôn tạo nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan và các công trình phụ trợ với tổng kinh phí đầu tư hơn 40 tỷ đồng cùng hơn 1 tỷ đồng tài trợ của các tổ chức cá nhân. Sau 6 tháng thi công, công tác trùng tu tôn tạo đã hoàn thành. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa biểu dương ghi nhận những nỗ lực của huyện Khoái Châu, xã Hồng Tiến trong việc bảo tồn phát huy giá trị của di tích lịch sử nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, huyện Khoái Châu, xã Hồng Tiến có phương án quản lý, phát huy tốt giá trị của di tích trở thành địa chỉ đỏ là điểm đến của du khách. Tôi đề nghị với các ủy chính quyền và nhân dân huyện Khoái Châu, xã Hồng Tiến tiếp tục tăng cường quản lý, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là luật di sản văn hóa, có phương án quản lý và phát huy tốt giá trị của nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan trở thành địa chỉ đỏ là điểm đến của du khách, nhằm giáo dục, tuyên truyền, quảng bá truyền thống văn hóa, lịch sử của địa phương và lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn của dân tộc. Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, là động lực, là nguồn lực nội sinh để phát triển đất nước bền vững. Di sản văn hóa, di tích lịch sử là tài sản vô giá của các thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau, là vốn quý, là bộ phận không thể tách rời của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trách nhiệm của chúng ta là phải bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị đó trong cuộc sống hiện nay. Tôi tin tưởng rằng với truyền thống văn hóa của quê hương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu sẽ làm tốt công tác quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan trong thời gian tới đây, nhằm góp phần tô thắm trang sử vàng vẻ vang của truyền thống văn hóa cách mạng quê hương. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn trao bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan cho đại diện lãnh đạo huyện Khoái Châu, xã Hồng Tiến, thôn Vân Nội và tổ chức cắt băng khánh thành công trình. Nhân kỷ niệm 79 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm và trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Dương Văn Ngánh ở huyện Khoái Châu. Cùng đi có đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đảng viên Dương Văn Ngánh sinh năm 1930, vào Đảng chính thức năm 1952, hiện sinh hoạt tại chi bộ thôn Lôi Cầu, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu. Đồng chí từng tham gia kháng chiến và công tác với nhiều vị trí quan trọng tại quân khu 3, tỉnh đội Hà Nam, tỉnh đội Hải Hưng, tỉnh đội Hưng Yên.
Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những cống hiến của đảng viên Dương Văn Ngánh đối với Đảng, Nhà nước, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền của dân tộc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên đồng chí Dương Văn Ngánh sống vui sống khỏe để tiếp tục giáo dục con cháu, tiếp nối truyền thống cách mạng, cố gắng học tập, cống hiến khả năng và trí tuệ, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Hôm nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên tại huyện Tiên Lữ và Ân Thi. Cùng đi có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại huyện Tiên Lữ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Đôn, 94 tuổi, thuộc chi bộ thôn Canh Hoạch, Đảng bộ xã Trung Dũng. Tại huyện Ân Thi, đồng chí trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lão Thành, Vũ Văn Bằng, 93 tuổi, hiện đang sinh hoạt tại chi bộ thôn Đặng Xuyên, Đảng bộ xã Đặng Lễ. Trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên, đồng chí Trần Quốc Văn chúc mừng và khẳng định huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng nhằm ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của người đảng viên. Được nhận huy hiệu Đảng không chỉ là vinh dự đối với cá nhân và gia đình đồng chí đảng viên mà còn là vinh dự tự hào của Đảng bộ các cấp. Đồng chí chúc các đảng viên nhiều sức khỏe, trường thọ, tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, động viên con cháu, nỗ lực trong học tập, công tác, thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực đóng góp vào sự phát triển của quê hương đất nước. Cũng trong sáng ngày 28 tháng 8, đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Văn Thuật, sinh năm 1931, sinh hoạt tại chi bộ thôn Tất Viên, thuộc Đảng bộ xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ. Trong nhiệm kỳ này, ngành giao thông vận tải Hưng Yên đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình giao thông, thực hiện một trong ba khâu đột phá chiến lược của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19. Gần 4 năm qua, nguồn vốn đầu tư công của Hưng Yên là trên 50.000 tỷ đồng, trong đó hơn 70% dành cho giao thông. Như vậy mà hệ thống kết cấu giao thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đầu tư. Một số công trình giao thông trọng điểm được khởi công xây dựng mang tính đột phá, góp phần đưa Hưng Yên thay đổi diện mạo mới, vị thế mới. Điển hình là các dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục ngang kết nối quốc lộ 39 với DT376. Dự án nâng cấp mở rộng đường gom đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng, dự án đường song hành tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, dự án đường Tân Phúc Võng Phan, trong đó đã hoàn thành dự án xây dựng tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình. Dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ về dự lễ khánh thành. Có đường thì những cái vùng đất đi qua nó mới được tăng cái giá trị gia tăng của đất. Cái thứ hai là mới không gian phát triển mới là có các cái khu công nghiệp, khu dịch vụ, rồi đi lại của người dân thuận lợi, rồi chi phí logistics của doanh nghiệp, của người dân nó giảm đi, thì nó tạo cái sức cạnh tranh của hàng hóa. Đây là cái ý nghĩa của nó là những cái ý nghĩa rất cụ thể, rất thiết thực như thế, đóng góp cho sự tăng trưởng bền vững, tăng trưởng lâu dài. Nếu chúng ta không có đường, không có giao thông thuận lợi thì cái giá trị gia tăng đất nó không tăng cao. Dù đang hình thành, song các trục kết nối giao thông không chỉ tạo nên hệ thống đồng bộ, tạo thuận lợi cho giao thương buôn bán giữa các huyện trong tỉnh, giữa Hưng Yên và các tỉnh lân cận, mà còn là lợi thế rất lớn để thu hút đầu tư. Cùng với môi trường đầu tư liên tục được cải thiện, hạ tầng giao thông đồng bộ chính là sức hút của Hưng Yên đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các cái nhà đầu tư khi đến đây họ rất là hài lòng về cái câu chuyện giao thông. Thì khi đến thì họ đã đặt vấn đề và đã kiểm tra phần hạ tầng, họ rất là hài lòng. Và các cái nhà đầu tư về khẳng định khi chúng tôi đã có đến 50% các cái nhà đầu tư đã thực hiện đầu tư tại cụm, thì để khẳng định là cái việc lợi ích của cái tuyến đường nối hai cao tốc là rất lớn. Giao thông ở Hưng Yên vừa là mạch máu chính của nền kinh tế, vừa là động lực, nguồn lực chính để thúc đẩy phát triển trong những năm qua tại Hưng Yên. Đặc biệt, gắn với quy hoạch tỉnh Hưng Yên vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thì giao thông càng có vị trí quan trọng đối với những mục tiêu của tỉnh trong những năm tiếp theo. Giao thông để khai thác được cái quỹ đất của hai bên đường, cũng như là cái sự kết nối giữa
các cái khu vực với nhau, đặc biệt là kết nối giữa thủ đô Hà Nội với tỉnh Hưng Yên và các tỉnh kinh tế trọng điểm ở Bắc Bộ ở trong vùng, đặc biệt là tạo ra được các khu công nghiệp, rồi cụm công nghiệp, rồi các khu đô thị dịch vụ để phát triển kinh tế xã hội. Theo kế hoạch, ngày mai 29 tháng 8, Chính phủ sẽ trọng thể tổ chức buổi lễ khánh thành dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối. Hưng Yên được lựa chọn là nơi tổ chức chính với điểm cầu tại xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm. Đến nay công tác chuẩn bị cho buổi lễ đã hoàn thành. Theo đó, 5 nội dung chính nhằm đảm bảo buổi lễ diễn ra thành công đã được tỉnh Hưng Yên, huyện Văn Lâm hoàn thành gồm trang trí khánh tiết, xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông, chuẩn bị cơ sở vật chất và hậu cần, công tác phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm và phương án cấp điện an toàn liên tục đảm bảo buổi lễ diễn ra thành công. Giờ phút này có thể nói là cái công tác chuẩn bị lễ khánh thành cái đường dây 500 kV chúng tôi cũng đảm bảo rất là tốt, và đường xá là khang trang, sạch sẽ, và mang cờ khẩu hiệu và không khí của người dân trong cái chuẩn bị cho cái buổi lễ khánh thành này cũng rất là phấn khởi. Buổi lễ khánh thành dự án đường dây 500 kV mạch 3 sẽ được tổ chức từ 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 8 tại trạm 500 kV Phố Nối ở xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, và được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại 8 tỉnh có đường dây đi qua gồm Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình và tỉnh Hải Dương. Thưa quý vị và các bạn, đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối được hoàn thành chỉ trong vòng chưa đầy 8 tháng là một kỳ tích trong xây dựng dự án trọng điểm quốc gia. Góp phần làm nên kỳ tích ấy, tỉnh Hưng Yên đã gấp rút triển khai một khối lượng lớn công tác giải phóng mặt bằng nhanh chưa từng có, cũng như nhiều hoạt động hỗ trợ thi công. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại quá trình triển khai dự án được coi như mạch máu mới của nền kinh tế này trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Kể từ ngày 18 tháng 1, ngày khởi công dự án, tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương bắt tay ngay vào công tác giải phóng mặt bằng. Sau chưa đầy 2 tháng, hầu hết các diện tích đất lúa mà đường dây đi qua đã được bàn giao cho nhà thầu thi công. Làm cột điện 500 kV ấy, thì là gia đình tôi rất phấn khởi, đồng tình để nhà nước làm cho nó thuận tiện. Gia đình chúng tôi và các dụng xung quanh thuộc chân cột điện đồng ý giải phóng mặt bằng để cho nhà thầu thi công công trình đúng tiến độ. Với chiều dài đường dây 500 kV đi qua thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên là 11,5 km, tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng là trên 4,6 ha, liên quan đến trên 100 hộ. Trong đó có 17 hộ có đất thổ cư với 15 trường hợp phải bố trí tái định cư. Dù còn vướng một số thủ tục liên quan chưa nhận đủ tiền bồi thường hỗ trợ, nhưng có những hộ đã sẵn sàng dỡ bỏ nhà ở để bàn giao mặt bằng cho dự án. Tôi là diện tích thu hồi là 140 m, nhà nước thu hồi thì chúng tôi chấp hành thôi, mặc dù thì mới nhận được ít thế nhưng mà chúng tôi vẫn ủng hộ công việc của quốc gia, chúng tôi ủng hộ. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, cả hệ thống chính trị của thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Lâm tập trung cao độ, nỗ lực không ngừng, không kể ngày lễ, ngày nghỉ để tuyên truyền vận động người dân nhường đất cho dự án, vừa kịp thời tháo gỡ ngay những khó khăn vướng mắc, vừa hành quân, vừa xếp hàng như dự án đường vành đai 4. Nhưng dự án đường dây 500 kV có tiến độ triển khai nhanh chưa từng có, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Với sự nỗ lực của chúng tôi, cùng với sự phối hợp của chính quyền địa phương, sự ủng hộ người dân có phần đất đối với đường điện đi qua, thì chúng tôi cũng đã hoàn thành việc bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư. Xác định một cái nhiệm vụ được giao là anh em sẽ tập trung cao từ lãnh đạo địa phương, ở thôn xã, rồi là ban quản lý, thì chúng tôi tập trung thực hiện dự án, triển khai gấp rút đảm bảo cái tiến độ. Không chỉ gấp rút thực hiện giải phóng mặt bằng, tỉnh Hưng Yên còn có nhiều hoạt động hỗ trợ công tác thi công. Điện lực Hưng Yên thành lập 4 đội với kỹ sư và công nhân với gần 500 ngày công trực tiếp lắp đặt kết cấu thép. Đoàn viên thanh niên đã hỗ trợ hàng trăm ngày công di chuyển đồ đạc cho các hộ gia đình nằm trong diện có nhà phải giải tỏa, hỗ trợ nước uống cho công nhân. Đến ngày 19 tháng 8, đường dây 500 kV mạch 3 đoạn từ nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 đến Phố Nối Hưng Yên được đóng điện thành công, ghi dấu những đóng góp quan trọng của tỉnh Hưng Yên để dự án về đích đúng tiến độ, thể hiện sự quyết tâm cao độ của tỉnh Hưng Yên đối với dự án quan trọng quốc gia. Tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ chúng tôi rất tốt, tôi rất cảm ơn công việc tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ. Và bên cạnh đó thì công ty điện lực Hưng Yên cũng đã hỗ trợ rất tốt trong việc cắt điện để bọc online những giao chéo. Chúng tôi được sự hỗ trợ rất là sát sao của
lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã phối hợp cho việc giải phóng mặt bằng phát sinh trong quá trình thi công, thì tỉnh cũng luôn luôn hỗ trợ, huy động các lực lượng tham gia thi công. Ban chỉ đạo và tập đoàn điện lực rất là cảm ơn lãnh đạo địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để anh em triển khai, đến giờ là tốt rồi. Và cái công trình này nó cũng sẽ góp phần trực tiếp cho cái thu hút đầu tư của địa phương. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch Phố Nối có chiều dài trên 518 km đi qua 9 tỉnh gồm Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và tỉnh Hưng Yên. Đây là một phần quan trọng trong kế hoạch phát triển hạ tầng năng lượng quốc gia. Việc đưa dự án vào vận hành sẽ giúp tăng công suất truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc từ 2.200 MW lên 5.000 MW, cũng như từ nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 phân phối cho các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng nhằm giải quyết vấn đề cung ứng điện cho miền Bắc, nhất là phục vụ phát triển công nghiệp. Khắc phục tình trạng cục bộ khép kín trong công tác cán bộ, đồng thời củng cố hoạt động của cơ sở với đội ngũ cán bộ chủ chốt có năng lực chính trị và trình độ chuyên môn cao, trưởng thành nhanh từ cơ sở là những lợi ích rõ nét tại huyện Kim Động sau gần một năm thực hiện nghị quyết số 39 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương bố trí bí thư, chủ tịch xã không phải là người địa phương. Trong khi nhiều nơi gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, nhưng tại xã Chính Nghĩa, dù đang triển khai nhiều dự án quan trọng với hàng trăm phương án thu hồi đất, nhưng đều nhận được sự đồng thuận của người dân mà không phải thực hiện cưỡng chế trường hợp nào. Nhân dân còn tích cực tham gia hiến đất, phá dỡ công trình kiên cố để ủng hộ mặt bằng cho địa phương. Có được kết quả đó chính từ sự đồng thuận cao của hệ thống chính trị, trong đó có vai trò quan trọng của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã vừa được điều động luân chuyển từ địa phương khác về. Vì không phải là người địa phương, cùng với sự công khai, minh bạch và quyết liệt trong giải quyết công việc, đồng chí đã nhận được sự ủng hộ, niềm tin của cán bộ và nhân dân. Đồng chí đi sát đến tới các cái hộ dân rồi các cái nông thôn thì có những cái nắm bắt là triển khai và chỉ đạo rất tốt mà rất là cụ thể, thì cái đó đối với nhân dân là rất là tín nhiệm. Phong tục tập quán cũng như là cái truyền thống quê hương thì mỗi một địa phương là một khác nhau. Thế chính vì vậy mà tôi dành rất nhiều thời gian để đến họp cùng với các cái hội nghị của thôn, thế rồi thì họp với nhân dân, để tiếp cận với nhân dân để nắm bắt được cái tâm tư nguyện vọng của người dân. Nhiều năm giữ cương vị trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện, cuối năm 2023, đồng chí Trần Tất Thắng được luân chuyển về làm bí thư đảng ủy xã Hiệp Cường. Địa bàn mới, môi trường làm việc mới, lĩnh vực mới là những thử thách, song cũng là cơ hội để đồng chí phát huy năng lực chuyên môn của mình cùng ban thường vụ đảng ủy xã đưa ra những quyết sách, nghị quyết thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương. Bước đầu cũng có những cái bỡ ngỡ vì đây là làm công tác chuyên môn, bây giờ lại sang công tác đảng, do vậy là với cái trách nhiệm cũng như là người đứng đầu của một đảng bộ thì cá nhân tôi thì cũng nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của cấp trên cũng như là các cái đường lối, quan điểm chỉ đạo của đảng cũng như là các văn bản nhà nước để áp dụng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển xã hội cũng như là an ninh quốc phòng của địa phương. Tất cả các cái cuộc họp chi bộ hàng tháng thì cá nhân tôi là đều về sinh hoạt với các thôn, do vậy là cái gắn kết giữa đảng viên cũng như là nhân dân với cả cán bộ lãnh đạo xã là rất là gần gũi. Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nghị quyết số 39, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Động đã xây dựng kế hoạch thực hiện rà soát tổng hợp về công tác cán bộ, nắm bắt quy trình, chuyên môn nghiệp vụ và tâm tư của mỗi cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý để tiến hành thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ. Đến tháng 8 năm 2024, huyện đã thực hiện việc điều động, luân chuyển đối với 5 đồng chí bí thư đảng ủy đạt 100% so với kế hoạch tỉnh giao. Luân chuyển 4 đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn đạt 200% so với kế hoạch của tỉnh giao giai đoạn 2023-2025. Khi chúng tôi triển khai xây dựng kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện cái nghị quyết 39 này thì có thể nói là được sự đồng thuận đông đảo của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Khó khăn nhất là đối với các đồng chí chủ tịch, nhưng đồng chí chủ tịch nào khi được điều động luân chuyển về các xã khác thì hội đồng nhân dân bầu đều 100%, và mỗi cán bộ được điều động như vậy họ cũng tự nhận thấy rằng trách nhiệm của mình phải quy tụ, phải đoàn kết, phải làm được những gì tiếp tục mà các đồng chí trước đã làm thì nay còn làm tốt hơn. Qua việc luân chuyển bố trí cán bộ không phải người địa phương tại Kim Động đã phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ các cấp, từ đó mang đến những luồng gió mới tại cơ sở, thúc đẩy phát triển toàn diện tại các địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên.
Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bản tin dự báo thời tiết thủy văn đêm 28 ngày 29 tháng 8 năm 2024, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ, độ ẩm trung bình ngày 77-81%. Trên sông Hồng tại thành phố Hưng Yên, mực nước cao nhất 2,35m, mực nước thấp nhất 1,8m. Mở cánh cửa dẫn lối vào tương lai, trường Đại học Thành Đông chính là nơi hiện thực hóa ước mơ của mỗi sinh viên. Trường tuyển sinh 25 mã ngành và đào tạo trên nhiều lĩnh vực khác nhau, đáp ứng yêu cầu của thời đại 4.0 với nhiều chương trình ưu đãi vượt trội. Tất cả sinh viên trúng tuyển 12 mã ngành xã hội có nhu cầu cao được các học bổng từ 50-100%. 180 suất học bổng cho 15 mã ngành còn lại. Sinh viên từ năm thứ 3 được đi học tập tại nước ngoài để nâng cao trình độ. Nhà trường có tuyển sinh du học Đức, Trung Quốc, Nhật Bản, du học Hàn Quốc, Đài Loan, Úc với mức phí ưu đãi vượt trội. Miễn phí ký túc xá khép kín, có máy điều hòa, bình nóng lạnh, wifi, sân bóng đá cỏ nhân tạo, nhà thể thao đa năng. Mang sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Hải Dương nói riêng và cả nước nói chung, thông qua việc kết hợp giáo dục giữa nhà trường và doanh nghiệp, trường Đại học Thành Đông có thể tạo điều kiện cho sinh viên có việc làm lâu dài tại các nước tiên tiến như Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Đức, Hàn Quốc, Singapore, Philippines. Nhà trường cũng tập trung bồi dưỡng sinh viên để các em có thể làm việc ngay khi tốt nghiệp. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy cùng Đại học Thành Đông đi đến thành công!